Chào cả nhà, hôm nay có dịp mình đi du lịch ghé một cái quán cơm trưa. Ở đây họ có một cái hồ cá koi đẹp ơi là đẹp luôn, nên phải dừng chân quay lại clip chia sẻ cho tất cả các bạn xem cái hồ cá koi này nha. Mình thì rất là thích cá koi, do đó đi đâu mà gặp hồ cá đẹp có cá koi thì mình sẽ quay lại đăng lên kênh Thủy Sinh Vlog cho anh em chiêm ngưỡng nha. Nếu như anh em muốn mua cá koi thì có thể xem thông tin cửa hàng cá cảnh Thanh Liêm bên dưới những cái video mình đăng. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của Toàn trên kênh Thủy Sinh Vlog nha.